Lưu Diệc Phi được khen đẹp như trong tranh. Diễn viên gốc Hoa Lưu Diệc Phi được khán giả ví đẹp như trong tranh ở phim mới Câu Chuyện Hoa Hồng. Tối ngày 15 tháng 11, đoàn phim giới thiệu trailer đầu tiên cho biết hoàn tất khâu quay, bước vào giai đoạn hậu kỳ. Cụm từ khóa gốc quay này của Lưu Diệc Phi như tranh sơn dầu vào top chủ đề gây chú ý trên Weibo. Các bức ảnh chụp từ video trailer cũng được hàng chục nghìn khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Tài khoản YI viết, gốc này rất độc đáo, màu của tranh sơn dầu kết hợp biểu cảm vừa thơ ngây vừa kiêu kỳ của Lưu Diệc Phi. Các fan khác viết, màu phim đẹp, có lúc đậm chất thơ, lúc mang hơi thở hiện đại, kỳ vọng phim mới của cô ấy. Nhiều người nhận xét đạo diễn giỏi nêu bật vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi ở một số góc quay, cô như nàng thơ trong tác phẩm hội họa. Tạo hình, biểu cảm và thoại của Lưu Diệc Phi, vai Hoàng Diệp Mai trong trailer cũng được khán giả đánh giá cao. Ở cảnh bị anh trai khuyên bỏ người yêu vì chàng trai đó không xứng, Diệp Mai nói, bạn trai của em không cần phải so sánh với ai cả. Câu chuyện Hoa Hồng chuyển thể tiểu thuyết của Diệp Thư, Hoàng Diệp Mai là cô gái xuất thân gia đình thư hương, lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Khi mới đi làm, Diệp Mai yêu Trang Quốc Đông, Bành Quán Anh đóng, chuyện tình tan vỡ khiến Hoàng Diệp Mai thay đổi quan niệm sống. Một thời gian sau, cô kết hôn nhưng ly dị, từ đó dồn tâm huyết khởi nghiệp. Giai đoạn này, Diệp Mai gặp được bạn tâm giao Phổ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa. Phim do Uông Tuấn đạo diễn, ghi hình từ tháng 5, còn có sự tham gia của Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vi, Vạn Thiến. Từ khi công bố khởi quay, tác phẩm được nhiều khán giả kỳ vọng vì dàn diễn viên nổi tiếng. Vốn tập trung mảng điện ảnh, những năm gần đây, Lưu Diệc Phi tham gia loạt dự án truyền hình, đều được đánh giá cao về chất lượng. Như Mộng Hoa Lục, Đến Nơi Có Gió. Tờ Văn Hội báo nhận xét diễn xuất của Diệc Phi tiến bộ, cách thể hiện nội tâm chân thành và hàm súc hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.